Pháp Bồ Đào Nha. Kết thúc hành trình Euro của Ronaldo, tuy không có phong độ cao trong thời gian vừa qua, nhưng tuyển Pháp vẫn được đề ánh giá cao hơn Bồ Đào Nha trong trận tứ kết Euro 2024. Có thể đây là trận đấu cuối cùng của Ronaldo ở Euro. Pháp đến với vòng tứ kết Euro 2024 khá chật vật, với dàn sao trải đều các tuyến, nhưng Pháp rất vất vả hạ gục tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 bằng pha phản lưới nhà của Jan Vertonghen. Trước đó, tuyển Pháp để Ba Lan cầm hòa 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Điều đáng nói trong hai trận vừa qua, tuyển Pháp bế tắc trong khâu tấn công, Mbappé không đạt phong độ cao như cổ động viên kỳ vọng. Lối chơi thiếu gắn kết của tuyển Pháp đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là thiếu cầu thủ thủ lĩnh ở tuyến giữa, vị trí này làm cho huấn luyện viên Didier Deschamps đau đầu trong thời gian vừa qua. Chiến lược gia 55 tuổi, từng kỳ vọng Antoine Griezmann sẽ trở thành đầu tàu kết nối tuyến tiền vệ và hàng công tuyển Pháp, nhưng thực tế ngôi sao thuộc biên chế của Atletico Madrid thi đấu mờ nhạt và không tròn vai trong 3 trận đấu vừa qua. Thiếu đi tính gắn kết ở tuyến giữa, nhưng bù lại, tuyển Pháp có hàng thủ chắc chắn với những cái tên dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là N'Golo Kanté và Aurélien Tchouaméni. Bức tường trước khung thành của tuyển Pháp sẽ càng chắc chắn khi có bộ đôi này trên sân. Nếu giải quyết được bài toán gắn kết các tuyến, thì tuyển Pháp sẽ là một tập thể hùng mạnh. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha hú vía khi thắng Slovenia ở vòng 1/8 sau loạt đá luân lưu căng não, thủ thành Diogo Costa hóa người hùng cản phá thành công 3 cú sút của Slovenia. Thực ra, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez không cần phải vất vả vào loạt 11m may rủi nếu Ronaldo sút quả penalty thành công ở những phút cuối hiệp phụ đầu tiên. Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết có chút may mắn, càng vào sâu đối thủ của đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez càng khó chịu. Ronaldo và đồng đội không được phép mắc sai lầm dù nhỏ nhất. Vấn đề lớn của Bồ Đào Nha ở kỳ Euro lần này chính là khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội, dù Bồ Đào Nha ghi được 7 bàn thắng. Xét về phong độ thì tuyển Pháp nhỉnh hơn Bồ Đào Nha, nếu chỉ tính 5 trận gần nhất thì Pháp bất bại trước Bồ Đào Nha khi thắng 2 hòa 3. Ở trận đấu gần nhất vòng bảng Euro 2021, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2, Ronaldo lập cú đúp bàn thắng trên chấm 11. Thông tin lực lượng, tuyển Pháp sẽ không có sự phục vụ của Adrien Rabiot vì án treo giò, ngoài ra không có trường hợp nào vắng mặt. Bồ Đào Nha ra quân với đội hình mạnh nhất, Ronaldo tiếp tục lĩnh sướng hàng công của Bồ Đào Nha. Đây sẽ kỳ Euro cuối cùng của ngôi sao 39 tuổi và có thể đây là trận đấu cuối cùng của Ronaldo ở Euro 2024.